Xin chào và cảm ơn các bạn đã trở lại với KTV Channel. Thưa quý vị, Honest là một cái tên có thể đã trở nên quen thuộc với những người có nhiều kinh nghiệm đầu tư tiền mã hóa. Tuy nhiên, đối với đa số các nhà đầu tư, những người mới đang bắt đầu tìm hiểu thì Honest có lẽ sẽ là một cái tên còn tương đối xa lạ. Bên cạnh đó, do hoạt động trong lĩnh vực tiền mã hóa và blockchain đầy rẫy rủi ro và không ít các vụ lừa đảo. Vậy thì ở video này tôi xin chia sẻ toàn bộ thông tin về Honest. Honest hiện là một trong các ứng dụng đầu tư tiền điện tử được sử dụng nhiều nhất tại Việt Nam với khoảng hơn 1,5 triệu lượt tải và hệ sinh thái đầy đủ sản phẩm tài chính dành cho tất cả mọi người. Tối giản các chi phí chuyển đổi ngoại tệ, giảm sự phụ thuộc vào tỷ giá và phí chuyển đổi ngoại tệ của các ngân hàng nhờ nạp tiền qua stablecoin VNDC neo theo VND. Giao dịch hơn 200 loại tài sản số. Đa dạng phương thức nạp tiền gồm chuyển khoản ngân hàng, thẻ Visa, Mastercard nhận lãi suất tích lũy không kỳ hạn lên tới 12% năm khi lưu trữ USDT, VNDC, Bitcoin trên Honest. Tiền lãi nhận hàng ngày, rút linh hoạt, cơ hội tạo ra nguồn thu nhập thụ động khi tham gia farming pool. Các công cụ và gợi ý giúp nhà đầu tư quản trị danh mục tối ưu lợi nhuận một cách hiệu quả. Hạn mức tín dụng Credit Line cho phép nhà đầu tư thế chấp tài sản số hiện có để vay tiền tiếp tục đầu tư sinh lời. Người đứng đầu của Honest hiện tại là ông Trần Quang Chiến. Ông Trần Quang Chiến cũng là người sáng lập và giám đốc sản phẩm của VNDC. Ông Chiến là người đã trực tiếp thực hiện toàn bộ các kế hoạch nâng cấp nền tảng VNDC Wallet và tái định vị thành Honest. Sau khi mảng kinh doanh này được phân tách để hoạt động độc lập với stablecoin VNDC. Ngoài ra, ông cũng đóng vai trò là người điều hành của Sistac, nền tảng an ninh mạng hướng tới các khách hàng doanh nghiệp. Quỹ bảo vệ tài sản Honest là gì? Để giúp nhà đầu tư an tâm khi giao dịch trên nền tảng của mình. Honest cũng đã ra mắt quỹ bảo vệ tài sản vào ngày 10 tháng 11 năm 2021. Theo đó, Honest cam kết đền bù cho người dùng 100% giá trị tài sản bị thất thoát do lỗi của Honest. Phạm vi được bảo vệ bao gồm toàn bộ tài sản số của người dùng đang được niêm yết, lưu hành trong phạm vi Honest, tất cả 200 cộng mã tài sản đang được niêm yết trên Honest Stablecoin, VNDC, USDT được lưu trữ. Giao dịch trong phạm vi ứng dụng, các khoản vay credit line, các tài sản đang nạp vào farming pool. Nhà đầu tư tiền mã hóa sẽ được đền bù 100% giá trị tài sản thất thoát do hệ thống Honest gây ra. Bao gồm tài sản thất thoát trong quá trình nạp rút, giao dịch và lưu trữ trên Honest do gặp các lỗi hệ thống. Tài sản bị đánh cắp bởi hacker thâm nhập vào lỗ hổng hệ thống Honest. Tài sản bị thất thoát do hành vi lừa đảo hoặc sai sót trong quá trình kiểm soát tới từ đội ngũ nhân sự trực thuộc Honest. Được biết, quỹ bảo vệ tài sản Honest luôn duy trì số dư tối thiểu 5 triệu đô la Mỹ. Với nguồn vốn được cung cấp 100% bởi ONUS. Đồng thời Honest cũng cam kết trích 5% lợi nhuận kinh doanh nhằm bổ sung, phát triển giá trị của quỹ. Ngoài hoạt động bồi thường từ Honest, người dùng cũng sẽ được nâng cao khả năng tự bảo vệ tài sản của mình thông qua các công cụ hỗ trợ Honest sẽ xây dựng trong tương lai. Phát triển hệ thống cảnh báo khách hàng trước những rủi ro về tài sản. Xây dựng và phát hành hệ thống hướng dẫn, giáo dục dành cho nhà đầu tư trước những nguy cơ mất mát tài sản. Phân tích Big Data lịch sử giao dịch từ đó giúp cảnh báo các hành vi giao dịch đáng ngờ. Cách kiếm tiền với Honest. Một điểm giúp cho Honest trở nên hấp dẫn đối với các nhà đầu tư tiền mã hóa là sàn giao dịch này mang lại nhiều cơ hội kiếm tiền từ mức độ rủi ro thấp đến cao, đáp ứng được khẩu vị và nhu cầu đa dạng. Cụ thể, các nhà đầu tư có thể kiếm tiền với Honest thông qua giao dịch crypto trên sàn, staking nhận lãi tích lũy hàng ngày hay tham gia farming các loại token. Giao dịch và đầu tư crypto. Tương tự các sàn giao dịch khác như Binance, Huobi, Honest cũng cho phép người dùng trao đổi, mua bán các loại tiền mã hóa như Bitcoin, Ethereum, Dogecoin.
Hiện Onyx cung cấp lựa chọn giao dịch tương đối đa dạng với hơn 200 loại tiền mã hóa, và con số này vẫn đang tiếp tục gia tăng nhờ vào các dự án mới được bổ sung đều đặn. Staking nhận lãi không kỳ hạn. Staking Daily là tính năng của Onyx cho phép nhà đầu tư nhận lãi khi lưu trữ tài sản số trong ứng dụng Onyx. Chẳng hạn nếu bạn lưu trữ VNDC trên Onyx, bạn sẽ nhận được lãi suất staking không kỳ hạn là 12,8% năm, tương đương với mức lãi suất theo ngày là 0,033%. Tiền lãi được trả hàng ngày và có thể rút được ngay lập tức. Hiện tại tính năng Staking Daily đang được áp dụng đối với gần 30 loại tài sản phổ biến như BTC, SUSDT, BUSD, XRP, SON, BNB, DOT, MBOX, Mức lãi suất có sự chênh lệch giữa các mỗi loại tài sản dao động từ 3% cho tới 12,8% mỗi năm. Tham gia farming. Bên cạnh staking, Onyx còn cung cấp tính năng farming cho phép nhà đầu tư nạp các tài sản mình sở hữu vào các nhóm thanh khoản liquidity pool để nhận lãi suất. Mức lãi suất của tính năng farming cao hơn staking, có thể lên tới 90,12% mỗi năm. Tuy nhiên, tài sản của nhà đầu tư sẽ bị khóa trong khoảng thời gian farming. Đồng thời, số lượng các loại tài sản có thể farming trên Onyx hiện chưa nhiều. Video mang nội dung thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu chưa có tài khoản Onyx, quý vị hãy đăng ký theo mã giới thiệu trên màn hình để nhận khuyến mãi.